Hello, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay em có nhận lời đến đây, xã Mỹ Nhân của huyện Ba Tri tiếp tục đến với cái chợ bò, phiên chợ bò ngày hôm nay. Và để ghi hình và báo giá dùm cho khách hàng những con bò ở đây. Và tại sao cô chú anh chị và các bạn thắc mắc, nó là ủa cái cảnh này sao anh thấy em quay thường xuyên, quay nhiều, quay hoài và lên những con bò đẹp. Là tại vì đây là một cái chợ, giống như là một cái phiên chợ, là một cái nơi để cho những anh, những chị, những cô chú đến đây để lựa bò và lên đây để xem những chương trình đó. Và đây có một cái khung cảnh để quay phim rất là đẹp, và những khách hàng của em sẽ dẫn bò đến đây và em sẽ đến đây làm video và cũng như là sẽ dẫn khách hàng đến đây để lựa chọn bò hàng ngày. Và con cô bác anh chị nếu mà cảm thấy mà muốn mua những con bò trên kênh của em nói chung và trên cái video và cũng như là cái địa phương này nói riêng, thì cô chú anh chị và các bạn cứ liên hệ ngay vào số điện thoại của em. Số điện thoại của em thì để trên màn hình. Và mọi người nếu mà cảm thấy thích cái chương trình của em hoặc là mến em thì có thể cho em xin một giây để ấn một like như thế này ở dưới video, và có thể ấn vào một đăng ký kênh phía dưới để chúng ta có thể theo dõi cập nhật những video hàng ngày, để có thể giải trí, để có thể lựa chọn và để có thể mà tham khảo hình ảnh cũng như là giá bò hàng ngày ha. Rồi, thì bây giờ em xin mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta đi sơ lược về cái bầy bò ngày hôm nay và cái giá cả của nó như thế nào. Nếu mà thích muốn mua thì bà con cô bác anh chị nhấc máy lên gọi ngay vào số điện thoại của em nha. Cô chú anh chị và các bạn, trước tiên là mình sẽ đi sơ lược về cái bầy bò này. Mình thấy nó như thế nào ạ? Mình thấy chân móng nè, mình thấy hình ảnh của nó nè. Và đây là những con bò phải gọi là được chọn lọc rồi, với những cái khung hình rất là nét, rất là đẹp. Và những cái hình ảnh về chân tay, về tổng thể, về rúng yếm, về sái tích của những con bò này thì không thể nào chê về đâu được rồi. Anh chị thấy không? Chân móng của nó nè, rất là to nha, xương sóc rất to. Về ngoại hình của nó thì nó chỉ có phải gọi sử dụng một từ ngữ là quá đẹp. Cô chú anh chị và các bạn thấy không ạ? Thấy rõ không ạ? Đấy, đây là những con bò với những cái dốc dáng, những cái khung hình không thể nào chê vào đâu được. Đây, anh chị nào nếu mà cảm thấy thích muốn mua nó thì mọi người có thể nhấc máy lên và gọi cho em Út. Số điện thoại của em là 0383 777 696. Đó, ở đây thì sẽ có những con bò tơ đang mang thai lứa đầu và những con bò lứa, như là hai con bò này. Hai con bò này là hai con bò lứa nha. Con này là thuộc về Angus siêu cọp. Con này thì nó được tháng tuổi của nó thì chút xíu nó cập nhật cho bà con cô bác anh chị đi. Bây giờ mình sơ sơ đi ha. Ở đây thì sẽ có một con bò đang mang thai, chắc ăn mang thai rồi. Con này nãy nói mang thai mấy tháng rồi? 7 tháng. Và con này thì chuẩn bị có thông tin là nó đã phối rồi nha. Phối rồi nhưng mà còn khoảng 10 ngày nữa mới khám được. Nhưng mà cái khả năng mà nếu như mà nó mang thai thì khả năng cao lắm. Đấy. Và hai con này là hai con tơ mình nhìn thấy đít bự không? Cái gì đít bự là em ơi. À. Thấy đít hết biết đít không? Như mấy con bò cái nói này là em nói mấy con bò thôi nha. Chứ còn vấn đề khác là em không có đề cập nha. Đừng nói em nói bậy nha. Không được nha. Như mấy con bò mà nó ốm nhách, nó có cái đít đâu. Vậy sao mê được. Như mấy con bò nè. Hết biết mấy con bò không? Anh chị coi nếu mà thích mình mua mình điện cho em liền ha. Bò này thì đang ở Mỹ Nhơn của huyện Ba Tri. Đó, cô chú anh chị các bạn xem đi. Và đây là những con bò phải được cập nhật những cái khung hình phải gọi rất là tuyệt vời. Yếm của nó nè cô chú anh chị các bạn. Rúng của nó nè cô chú anh chị các bạn. Và chân tay rất là to, kèm theo những cái móng phải gọi là móng sò rất đẹp. Và anh chị hỏi là Út ơi, tại sao mà anh không thấy em đăng lên những con bò mà nó rẻ tiền mà nó xấu, là tại vì sao à? Em trả lời cho anh chị chúng ta nghe. Không phải là em không có đăng bò xấu, em cũng có đăng bò xấu nữa, nhưng mà cái giá nó rẻ lắm. Là em chỉ có phân theo giá thịt em bán á, là em bán phân tích bán dùm cho khách hàng. Mọi người thấy cái kênh của em là cái kênh bán bò giống đúng không ạ?
Nhưng mà em đăng con bò xấu lên á thì sao mà mình gọi là bán bò giống được. Nên em không có bán bò, em không có đăng mấy con bò xấu xấu lên. Bán bò xấu thì em sẽ đăng theo cái giá thịt, nó sẽ tương đương hoặc là bằng giá thịt, sắp xỉ bằng hoặc là thấp hơn giá thịt là em mới bán. Còn những con bò đẹp như thế này, anh chị chúng ta, mọi người mình nhìn mình coi mình biết. Con bò đẹp có ai kêu giá thịt tao bán không? Không có ai kêu hết, em nói thiệt. Con bò xấu á bán bằng giá thịt năn nỉ người ta không mua. Còn mấy con bò đẹp thì mình phải bán giá bò giống chứ sao mà mình bán giá thịt được, đúng không anh chị? Ai ghét thì em chịu nha. Ai thương thì em cảm ơn, còn ai ghét thì em chịu. Tại vì em nói là phải nói cho chúng. Em không dám nói bậy. Tại vì khi mà em mở miệng trên đây thì không phải là một người coi mà rất là nhiều người coi. Trong đó có những cô bác lớn tuổi, những anh chị làm công nhân viên chức nhà nước. Người ta cũng sẽ có những cái trình độ học thức cao. Và những cái lời em nói á, là em không dám nói bậy được. Nếu mà em nói sai ở trên sóng này á thì người ta sẽ nghĩ em là một cái người nào đó giống như ở ngoài chợ quỳ búa vậy, nói chuyện không đâu ra đâu hết. Người ta đâu có tin tưởng đâu, đúng không cô chú anh chị các bạn? Và con bò này, trở lại với video này nha. Ở đây sẽ có đâu đếm mấy con bò nãy giờ em cũng quên mất rồi. 2 con, 4 con, và đây 3 con nữa là 7 con. Và tổng cộng những con bò này thì đầu tiên em sẽ cập nhật cho bà con cô bác anh chị một cái đôi bò. Con này là con bò Bosinla Redman. Con kế bên cũng là Bosinla Redman. Hai con bò này với một cái dốc dáng khung tàn thì mình khỏi chê vào đâu rồi. Em chấm nó là tầm 10 điểm, 10 điểm cộng. Nếu mà anh chị mua hai con bò này về, mình chê nó ở chỗ nào, em tặng cho anh chị luôn. Em dám cam kết với anh chị. Anh chị chê nó ở chỗ nào em tặng luôn cho anh chị. Đó. Và cái giá bán nó không nhẹ nha. Mình nhìn coi, mình phân tích đi. Vàng rúng nè. Ơi, vàng rúng nè. Vàng yếm nè. Lưng vai nói chung rất là lực. Và cái đòn của nó thì khỏi chê rồi. Anh chị chúng ta thấy không? Chân móng của hai con đều là móng sò hết. Một con thì màu đỏ mật. Ủa, màu khú mật. Nhầm, xin lỗi. Và anh kia con, coi sân lưng của nó nè anh chị. Sân lưng của nó nè. Thôi, cái lưng của nó tại sao có cái giữa sống này? Tại sao ở chính giữa nó có một cái chỗ này hủng hủng vậy? Lưng đôi đó. Lưng đôi nè. Mình coi con bò đứng đẹp không? Anh ơi, hỗ trợ giùm em cái. Mình coi đi anh chị. Rất là tuyệt vời. Không có chê được rồi. Rúng nè. Mình coi con bò nó dễ nha. Cái mặt của nó như là cái mặt con bò đực luôn. Như là con bò đực luôn. Coi vàng yếm của nó nè. Không biết nó dễ hôn nữa. Vú của nó nè. Em mò vú được luôn. Trời ơi, mò tới đâu vảnh đuôi tới đó cha. 4 cái. Cô chú anh chị bạn thấy không? Em không hề nói dốc. Bò thì rất là đẹp rồi. Bò này tầm 15 tháng 2 con nha. Và cặp bò này em xin báo giá trực tiếp cho anh chị luôn. Con này có giá là 28 triệu. 28 triệu. Tơ nha. 28 triệu. Chiều cao tạo phía sau khu này á, anh chị đoán là nhiêu? Tầm 1m3. Con này khú mập 27 triệu 500. 27 triệu 500. Và nếu như ai mua một cặp này á thì anh chủ nhà bán 55 triệu hai con. 55 triệu hai con bò. Nói chung là mình nhìn mình coi đi. Anh chị em nói không biết giờ mình phải diễn tả như thế nào ta. Mình coi nè, cái móng của nó nha. Cái móng của nó, mình đừng có coi cái móng giò em nha. Xấu lắm. Chân của nó nè. Mình thấy rõ không ạ? Mặt nó như mặt bò đực luôn. Dạ em nghe anh. Dạ chưa anh ơi, em đang quay phim, cái anh đợi giùm em chút xíu đi. Đấy cô chú anh chị và các bạn. Một cặp này nếu như mà mua hết một cặp, anh chủ nhà bán 55 triệu bớt 500 đó. Là nãy 55 triệu rưỡi nhưng mà bớt 500 còn 55 triệu. Bò rất là to. Anh em nhờ anh cái. Anh nhờ anh cái. Anh qua đây đứng ngay vị trí này ha. Đứng ngay vị trí này, anh cầm cái máy vậy nè.
hạ xuống. À, ok. Cô chú anh chị các bạn xem nè, em lại em đứng gần nữa nè, mình thấy không? Cô chú anh chị bạn thấy không? Em là 1m75 và em đứng kế bên hai con bò này, là hai con bò chỉ mới 15 tháng thôi. Khi xin lỗi cô chú anh chị bạn nha. Cha đợi con chú quay quay phim nhé. Khi mà nó sẽ đạt tầm từ 20 tháng á, là nó phải tới đây nè cô chú anh chị các bạn. Nó chỉ mới 15 tháng thôi nha. 20 tháng hai con bò này, anh chị nào mua về mà mình phối tinh sớm á là mình dở. Mình phải đợi cho nó đạt đủ cái khung tàn nhất định là mình phối tinh cho nó. Thứ nhất là con bò con đẻ ra sẽ không bị eo ột. Thứ hai là con bò con đẻ ra nuôi nhanh lớn mà nó đẹp. Nó không có tì vết, nó không có gì hết. Mình phải để cho nó bự, nó già. Mình phối tinh. Thứ nhất là nó nhanh đậu nè, có nghĩa là tỷ lệ đậu thành công nó cao. Thứ hai là con đẻ ra xong sẽ không có bị eo ột, nó nuôi là nó lẹ lớn lắm. Để cho bà con cô bác anh chị, chứ giờ mà mình về nó lên giống cái mình phối tinh liền á là nó bị ngẩn, nó cỡ này luôn, nó không lớn nữa đó anh chị xem ha. Nói chung là tiền nào thì của nấy nha, mình coi vàng rúng của nó nè. Mình đi kiếm con bò thì nó dễ lắm, con bò thì ngoài đồng thiếu gì, nhiều người ta thả lan ngoài đồng, nhiều người ta cột trong nhà, nó dễ lắm. Kiếm thì nó dễ, mà mình kiếm được cái đôi bò nó không có dễ chút nào. Mình coi cái hoa của nó đi, cái đuôi này là cái đuôi bẻ nha, chứ không phải là cái đuôi mà tròn ẩm mà nó ốm nhách, nó dài thòn nha cô chú anh chị các bạn nha. Nhìn cái đít nó là mình biết nó tơ dữ lắm, tơ rồi. Cặp này chốt giá 55 triệu, anh chị nào cảm thấy thích muốn mua thì liên hệ với em đó. Và kế bên đây nè, kế bên đây thì có một con bò này, con này thuộc về con bò bô, con này bô rặt luôn nè. Mình nhìn thấy cổ của nó không? Cổ bật, gù cao, lưng vai lực. Nhiều người ta thích chơi cái dòng bô này, và nhiều người ta thích chơi cái dòng lai, bô lai Redman. Đó, con bô này thì mình nhìn coi cái vàng khung xương của nó đi anh chị ơi, không thể nào chơi được. Bò này em ưng dữ lắm ưng. Bò không lẽ em chở về nhà em nuôi luôn, nhưng mà không có tiền đủ để mua. Rất là tốt luôn. Tơ nha, nó dễ chưa từng. Tơ chưa xanh đẻ lứa nào hết, răng nó không biết rớt chưa nữa. Chắc chưa rớt luôn anh. Quá tốt rồi, bò này quá tốt rồi. Mình coi vàng dậu yếm của nó lề phề, là thạch, vàng rúng nè. Con này ai thích chơi dòng bô thì lụm nó về liền. Cô chú anh chị các bạn thấy không? Chiều cao của nó là khỏi đo luôn, 1m35 tại phía sau khu. Tại ơi con bò này em nói đi muốn không nổi luôn. Mà anh chủ nhà anh nói là phối rồi nha. Mình nói cho rõ ràng, con nào phối rồi thì nói phối rồi, con nào chưa phối thì nói chưa phối. Chưa lên giống thì nói chưa lên giống, chứ để mình gạt bà con cô bác anh chị này. Không phải là em lấy tiền nên em không gạt cô chú anh chị các bạn đâu. Mình là khách hàng của em không gạt. Chủ nhà nhiều khi á, người ta gạt cô chú anh chị của bạn á, thì em đồng ý. Nhiều người ta nói dối tại vì người ta vì đồng tiền. Còn em là không phải là em lấy tiền nên em không bao giờ em nói dối cô chú anh chị các bạn. Nói em bán này em bán giùm cho người ta, mà em nói chuyện nhiều khi á, về tới nhà em đi không nổi luôn. Tại vì khi mà mình giới thiệu một sản phẩm nào đó là mình phải nói chuyện, nói để cái sản phẩm của mình người ta hiểu, người ta mới mua. Giống như cô chú anh chị các bạn ha, coi mình mua con bò nhưng mà em không có nói dối nha. Có làm sao thì em nói vậy, bò này đẹp không cô chú anh chị các bạn, mình chê nó chỗ nào được không? Không được. Chốt giá của chú anh chị các bạn giá 29 triệu 500, phối rồi 10 ngày nữa mới khám được. Chốt giá 29 triệu 500. Cô chú anh chị các bạn nào mà chê con bò này ha, ha, là em không có còn con bò nào mà để bán cho cô chú anh chị các bạn nữa hết. Em nói thiệt luôn, nếu mà con bò này mà chê rồi là không còn con nào để bán nữa. Mình thấy bò đẹp không cô chú anh chị các bạn? Đẹp. Không biết con này dễ không ta? Để mò thử nó dễ không anh? Có vỏ không? Không có vỏ phải không? Mò thử vú cho. Con này chắc khó mò vú nó. Đó. Trời ơi, nhìn coi vàng rúng của nó nè cô chú anh chị các bạn ơi. Em nói thiệt, mà gặp mà cái con bò này mà anh chị dẫn về nhà ha, trời ơi, đi ngang mà chủ mà nội mình dẫn đi về nhà mình thôi, những người hàng xóm người ta nhìn vô là mình biết, người ta biết là mình mua con bò này giá trị nó sao đó. Người ta khỏi phải hỏi mua nhiêu đó. Mình thấy không, chốt giá 29 triệu 500, phối tinh rồi 10 ngày nữa mới khám.
Bò này là bò bự con nha, chiều cao em đoán là tại phía sau khu này khoảng 1m35. Cái chương trình của em là không hề dàn dựng, em mượn cái anh. Bò rất là to luôn nha, bò rất là to luôn. Mình coi nè, quanh kia con gái đứng quanh kia, đúng rồi, quanh kia nữa, đúng rồi, quanh kia nữa, qua bên đó đó, đúng rồi. Anh chị chúng ta, mình coi con bò, em đo chiều cao cho anh chị chúng ta xem con bò này chiều cao như thế nào. Em đoán nha, hồi nãy là 1m35. Đây cô chú anh chị bạn xem nha, rõ nè. Mình coi cái số này là bao nhiêu. Chương trình của em là không hề dàn dựng. Cái số này là phải là số 5 không cô chú anh chị các bạn. Và đây là 1m35. Em không bao giờ em nói dốc với khán giả. Con bò này rất là đẹp luôn. Chốt giá 29.500, 10 ngày nữa khám được. Nhưng mà không có bao chữa. Tại vì chưa khám được, không có bao được nha. Anh chị nào có nhu cầu mua thì mình liên hệ với em. Hồi nãy em cũng so với cái chân của em, so với cái chân của nó rồi đúng không? Cái móng này mình có nên mua không? Mình điện cho em đi 0383 777 696. Chứ hồi nữa người ta điện, người ta mua trước. Kế bên đây anh chị ơi, con này có thai rồi 7 tháng. Và con này nó cao hơn con này nữa. Chiều cao nó cao hơn con bên đây luôn. Mình coi nè cô chú anh chị, bạn nó to nó bự không ạ? Con bò này chốt giá cho cô chú anh chị và các bạn 33 triệu. Bao chữa, bao chữa 7 tháng. Chân nè, cái đuôi nó như thế này là mình biết cái đuôi nó nhìn có hậu rồi. Đó, vú của nó nè, tơ cô chú anh chị của bạn nha. Tơ, mang thai lứa đầu xuống dạ vú rồi. Cái rúng của nó nè, tờ cái dàn thùng của nó thì thôi khỏi chê rồi. 33 triệu, không phải là con số nhỏ. Đối với một anh chị bình thường, đối với một người làm công nhân, 33 triệu là một con số cực kỳ là lớn. Nếu như mình tích góp, mình dành dụm. Anh đi vô đi anh, nắng. Mình tích góp, mình dành dụm. Ai vợ chồng làm, một năm trời chưa dư được 33 triệu. Em nói thiệt, nếu như mà anh chị là một người công nhân bình thường. Nhưng mà đối với con bò này, 33 triệu anh chị, kiếm nó khó lắm nha. Đó, mình thấy nó đầy đạm không ạ? Sái tích hoàn toàn nghiêm chỉnh. Màu đỏ bánh mì khét. Qua đây, tơ đang mang thai lứa đầu. Mà nó bự như thế này nha, chiều cao nó cao hơn con bò kia luôn. Mà nó bao chữa luôn rồi. Thì mình có nên mua nó hay không? Nếu mà cảm thấy thích, qua bên kia con. Muốn mua thì mình liên hệ liền với em liền. Liền, ngay và liền, con bò này bự dữ lắm bự. Mình coi đi cô chú anh chị các bạn. Tơ đang mang thai lứa đầu. Đó, chân móng đi đứng thì nói chung là hoàn thiện hết, không áp xe, không tặc lỗi gì hết cô chú anh chị bạn ơi. Nếu như mà thích mình điện liền cho em. Bò bự lắm nha. Này là sát nhất luôn. Chiều cao tại phía sau khu của nó là trên 1m35 luôn, tại vì nó cao hơn con bên kia nha. Con nãy đo 1m35 nè. Con này bự dữ lắm. Mình coi nè, dàn vú nó xuống dạ nè, thấy không? Và con kế bên đây. Con kế bên đây thì nó thuộc về dòng bò tơ. Cao to dữ lắm cô chú. Nói á, nhiều khi anh chị chúng ta nói em nói dốc, với nhiều người người ta ghét em bởi cái cách mà quảng cáo sản phẩm của em. Nó sẽ không có giống những cái người làm chương trình giống như em. Người ta nói ít, nói nó nhẹ, nó nhỏ, nói tùm lum, nói chung là mỗi người mỗi khác. Và con bò này chiều cao tại phía sau khu của con bò này nha, em đoán á là tầm cũng khoảng tầm 1m35 bò tơ nha. Con này 16 tháng tuổi. Anh chị về nuôi tầm khoảng từ 20 tháng mình hãy phối tinh, tại vì con bò này sau này bự con dữ lắm. Mình nhìn cái dàn khung xương của nó nè, rúng của nó nè. Đó. Và con bò này á, con bò này á anh chị, nếu như mình mua cái giá của nó thì nó cũng yêu thương thôi. 24 triệu của chú anh chị bạn. 24 triệu mà nó bự dữ lắm nha. Ai mà chê con bò này mắc là em chịu tội luôn nè. Sái tích nghiêm chỉnh nè. Coi vàng yếm của vàng rúng của nó nè. Đó, cái lưng của nó nè. 24 triệu
chiều cao của nó như thế nào. Rất là cao to luôn. Nói chung là nói tới đây là em cũng muốn mệt dữ lắm, mệt rồi. Em chỉ muốn ngắn gọn để xúc tích cho bà con cô bác chạy những cái thông tin chính xác cho cô chú chị và bạn để chọn lựa thôi. Ok, chiều cao nhiêu đây? Con này chiều cao tại phía sau khu là 1m34, 24 triệu, quá là bự luôn. Nó sẽ lên xe trong vòng 15 phút sau khi em phát sóng. Nó sẽ lên xe sau 15 phút kể từ lúc em kết thúc chương trình. Cô chú anh chị bạn, 24 triệu, nếu như mà thích muốn mua thì mình gọi chốt ngay và liền. Rúng nè, rúng chèn, chân móng sò. Đó. 24 triệu quá đẹp. Đây. Và kế bên đây thì sẽ có một con bò. Một con bò Angus siêu cọp. Rất là bóng bẩy. Con bò này em xin báo giá trực tiếp cho bà con cô bác anh chị luôn. 18 triệu 500. Tháng tuổi của nó là 8 tháng, chiều cao 1m2 tại phía sau khu, đón thôi nha. Muốn chính xác là phải đo. Sái tích hoàn toàn nghiêm chỉnh, đầu trụi lũi luôn. Con này Angus siêu cọp nha. Siêu cọp này nói đến dòng này thì mình biết rồi. Nó mát sữa bậc nhất. Chiều cao tại phía sau khu của nó là 1m23. 1m23 tại phía sau khu. Cái dòng Angus á, nó mát sữa dữ lắm, nó chỉ thua cái con bò Roadmaster thôi. Và chất lượng thịt của nó thì đứng sau con bò Kobe. Đó, tại vì con bò này là dạng thịt xấu mỡ chứ không phải là thịt nạc như là cái con bò Boxin hay là con bò 3B hay là con bò Pháp Kem, nó là dạng thịt nạc. Còn con bò này thuộc dạng thịt là thịt mỡ mà thịt sớ nha. Mỡ nó sẽ đi, nó sẽ, nói chung là con này nó có mỡ nhiều trong cái khẩu phần thịt của nó, cái phần trăm thịt của nó sẽ có cái phần trăm mỡ nhiều. Mình nói nôm na là vậy, tại vì mình cũng là nông dân thôi, mình không có gì chuyên gì về thực phẩm nên mình cũng không nói suôn sẻ, nói lưu lót được. Mình chỉ nói là nói chung là thịt của nó mỡ nhiều. Và con bò này á, nó thịt, chất lượng thịt của nó đứng sau con bò Kobe, chất lượng dinh dưỡng đó nha. Đây nè, chân móng nè là móng sò rúng nè, mình thấy không cô chú anh chị các bạn. Và con bò này chốt giá 18 triệu 500. Sái lưng rất là bóng bẩy luôn, sái lưng sái mặt nghiêm chỉnh nha. 18 triệu 500, chiều cao tại phía sau khu em đo rồi. Và con kế bên này thì anh chị ơi, thích thì mình điện liền giùm em, mình thích thì mình điện liền giùm em đi. Boxin Lai Bombay, chân móng sò cấp mình, rất là rộng và đẹp. Con này chốt giá 18 triệu 500 luôn. 18 triệu 500, em nói hết nổi rồi. Coi cái đít nó nè, hết biết cái đít luôn của chú anh chị các bạn. Rúng yếm thì thôi khỏi chê rồi, rúng nè, rúng chiền, rúng bản này chắc khoảng 6 phân mà nó chiền từ vú nè, cái vú nè mà chiền dài lên trên yếm luôn, mình thấy không, rất đẹp. Còn cái này á là cái thẹo của nó nha, mình thấy không. Một chút xíu em cũng nói cho cô chú anh chị các bạn biết luôn. Để anh chị, mình không có phải phân vân, mình không có phải mà mất tự tin khi mà xem cái chương trình của em. Đó, ở đây thì bò này khá là tốt bò. Đó, mình coi mình thấy thích mình điện liền giùm em. Con này 18 triệu 500, con bò Boxin. Đó, Lai Bombay, mẫu kiểu thùng lớn, chân móng xương sóc thì móng sò. Và tất cả những con bò ở đây em đã cập nhật cho bà con cô bác anh chị. Hai con này thì nói chung là chiều cao nó cũng tương tương với nhau. Hồi nãy em có đo con này rồi, mình biết con này là khoảng nhiêu rồi ha. Mình hạo mình phỏng phỏng ra ha. Tất cả những con bò ở đây em đều ghi hình cận cảnh và báo cho bà con cô bác anh chị những cái thông tin chi tiết cơ bản. Và những con bò này sẽ được bảo hành vấn đề gì? Giao bò đến được quyền kiểm tra trước khi thanh toán. Và trong đây chỉ có một con bò này là bao chữa, bao khám lại trong vòng 3 ngày đầu tiên kể từ khi mình nhận bò. Và còn những con bò còn lại thì bên em sẽ không có bật chế độ bảo hành gì hết, chỉ ngoài cái việc giao đến được kiểm tra trước khi thanh toán thôi. Và anh chị cũng thấy đó, bây giờ chắc tầm khoảng 11 giờ trưa và em đứng nói chuyện hồi nãy giờ cũng lâu rồi, chắc cũng khoảng nửa tiếng rồi đó. Mà nói ngừng nghỉ, nói không ngừng nghỉ, nói xuyên suốt như vậy thì cô chú anh chị và bạn biết, nói chung là nó mệt dữ lắm. Và cái thời lượng chương trình nó cũng dài rồi,
Bây giờ em không biết nói gì hơn là gửi những cái điều chúc, những cái lời chúc, những cái gì tốt đẹp nhất đến với bà con cô bác anh chị. Đó. Và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp. Rất là mong sớm nhận được cuộc gọi từ bà con cô bác anh chị để mua những con bò này, để mua về nuôi phát triển kinh tế nha. Thông báo đến bà con cô bác anh chị thì hiện bây giờ em đang có một chuyến xe ghép bò về tỉnh Đắk Lắk, về EK của Đắk Lắk và về ngã năm Sóc Trăng, ngã năm Hậu Giang đó gì đó. Đó thì những con bò này nếu như mà anh chị nào ở gần những địa phương đó có nhu cầu mua thì mình có thể đi chung chuyến xe về, nhẹ bớt cái phần kinh phí vận chuyển nha cô chú anh chị và các bạn nha. Rồi thì bây giờ em xin kết thúc video đây và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp. Xin thân ái kính chào.